Hôm nay, ngày 31 tháng 12, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm. Theo đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, người dân thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung qua nhà bà BTTT, 57 tuổi, thấy nhiều vết máu nên trình báo cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an phát hiện bà T bị sát hại dã man, cơ thể không còn nguyên vẹn. Qua điều tra, công an huyện Tư Nghĩa đã xác định hung thủ chính là TNV, 33 tuổi, con ruột bà T. Lúc này, nam tiếp tục la hét, cầm dao ra sức chống đối gây khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình khống chế đối tượng. Theo người dân thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, trước đó, lúc 2 giờ sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét phát ra từ nhà của TNV. Sau đó là tiếng kêu cứu của bà BTTT. Tưởng mọi việc không có gì nghiêm trọng nên người dân không nghi ngờ, trình báo cơ quan chức năng, đến sáng ra mới biết sự việc. Theo người dân xung quanh, NTV từng điều trị tâm thần tập trung, sau đó về địa phương sinh sống và tiếp tục uống thuốc điều trị. Trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng, NTV còn có biểu hiện sử dụng ma túy. Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, tại Quảng Ngãi đã xảy ra nhiều vụ người mắc bệnh tâm thần gây án. Gần đây nhất là vụ nam thanh niên lên cơn tâm thần đâm bạn trọng thương, trước đó là vụ cô gái đâm chết bạn trai trong ngày lễ tình nhân. Khiếp đảm nhất vẫn là vụ việc xảy ra tại huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi vào năm 2019. Nạn nhân Hồ Thị Y nghi bị con ruột là Hồ Ngọc Anh, sinh năm 1989, tiền sử tâm thần, dùng dựa chém tử vong. Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 23 tháng 10 năm 2019, ông Hồ Văn Cường về nhà thì phát hiện thi thể vợ không còn nguyên vẹn. Ông Cường cùng con gái hoảng loạn tìm kiếm và phát hiện phần thi thể còn thiếu của nạn nhân ở dưới hộp phía trước nhà. Qua điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định nghi phạm là Hồ Ngọc Anh, con ruột bà Y. Cây dựa đi dãy dính máu vứt ở xó nhà là hung khí gây ra vụ thảm án. Hồ Ngọc Anh khai nhận, trong đầu luôn có người thì thầm bảo phải giết cha mẹ. Chiều ngày 23 tháng 10, thấy mẹ đang dọn lúa ngoài sân, anh dùng dựa chém bà Y tử vong. Sau khi gây án, anh bỏ đến nhà chủ ở cùng thôn xin tiền và nói về chuyện giết người. Theo bệnh án, Hồ Ngọc Anh được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt thể căng trương lực. Khoảng 10 năm qua, Hồ Ngọc Anh nhiều lần nhập viện điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi.